Nhật ký học tập ngày 14 tháng 10 năm 2016 thì hôm nay sẽ học về cái sơ đồ mạch sử dụng con AT89C51 để điều khiển 4 led. Rồi chúng ta vẽ cái hình như sau. Vẽ cho mình một phần như sau. Đây. Để điều khiển 4 led. Lấy led ra. Khi cắm mạch hợp thì còn phải lưu ý là gồm có thạch anh và điện trở nữa. Thạch anh, điện trở, chân số 9 sẽ được nối với chân số 9 sẽ được nối với chân trở và trở nối với chân dương. Và chân số 9 lại tiếp tục nối với bất tần nối với âm. Chân số 18 và 19 thì nó được nối với thạch anh và thạch anh nối với hai con tụ 33 birofara và nối với hai con tụ gốm đấy, cùng nối với là đầu âm, tức là đầu đất đấy, đầu tiếp xúc của đất. Bây giờ chúng ta cùng vào bây giờ vào làm. Tuy nhiên mà khi mà thực hiện ở trên mô phỏng thì không cần phải có cái phần đó. Phần này mình cũng đã nói lúc trước rồi. Đấy. Bây giờ mình chạy thử xem nữa. Đấy, ban đầu mình chưa có cốt thì bốn con led nó đều sáng. Bây giờ ta hãy qua ta soạn cốt. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn cái cốt rồi. Bây giờ để mà cụ thể hơn thì mình đi cốt lại. Mình đi cốt lại để các bạn từ từ thấy. Đặt nó ra cái top, mình tạo một cái đặt tên là mạch sử dụng 4 led. Đấy, đặt ở đây là ví dụ 1 2 chẳng hạn. Rồi server lại, tiếp theo là chọn C51 với C52 đều được. Anh thôi chọn C51 đi. Ta chọn là ví dụ 12.C. Đây nó được một cái này. Đấy. Nhưng mà không mở được. Thì làm thế nào để mà mở? Ta chọn file new. Thì đánh lưu cái file này lại. Ta chọn là ví dụ 12.c. Đấy, như thế là đã hoàn thành xong rồi. Bây giờ tiếp bước tiếp theo là viết code. Có rất nhiều cách viết code, tuy nhiên mình giới thiệu cách viết code khá phổ biến, đó là viết thông qua dòng này. Đấy, đặt hai biến in y và biến nga tìm đến khởi động bằng thời gian cho nó.
Tiếp theo là chúng ta xét cái vòng sản phẩm. Bây giờ chỉ có hai mức thôi nhé. Bây giờ mình lập trình đơn giản thì chỉ có sản phẩm và sản nghiệp thôi. Sản phẩm nó như thế nào? Sản phẩm thì chân bắt đầu của nó là cái bắt đầu là đầu từ led thứ nhất đấy. Rồi tiếp theo là ta sử dụng vòng lặp để gắn giá trị về chiếc bit. Nếu mà cái led đầu tiên bằng không, led y là led ấy, y là đặt giá trị cho led ấy. Y nó bé hơn 3, tức là số led nó bé hơn 3 thì led nó cộng cộng lên 1. Đấy. Tiếp theo là B2. Chân B2 sẽ bằng, giả sử chân B2 ban đầu là A thì ta cho nó delay là 5.000 chẳng hạn. Đấy. Rồi ta cho nó dịch. Sản phẩm thì nó sẽ dịch sang phía bên tay tay phải. Đấy. A sẽ bằng A. O với đấy, nghĩa là nó chạy hết rồi, cái đầu nó o lại với nó chạy đi dịch bếp rồi nó o lại tiếp tục o với cái con ban đầu đấy. Tiếp theo là vòng vòi sáng nghịch. Sáng nghịch thì nó sẽ bắt đầu từ con cuối cùng. Và nó tiếp tục xét vòng for. Tiếp tục gắn B2 bằng và A rồi delay. Dịch sang phía bên tay trái. Đấy. Rồi tiếp theo cho nó O tiếp. O tiếp với 0.08 là cái led bắt đầu từ từ led cuối cùng đấy. Sau khi o rồi ta phải đóng mặt vào. Rồi ta viết hàm chính, tới đây là ta viết hàm chính rồi. Hàm chính thì khi mà nó tín hiệu ở mức cao là ở mức 1 đó, nhưng mà tín hiệu vào ở mức 1 thì nó sẽ sáng thuận. Và tiếp theo nó sẽ sáng nghịch. Rồi.
rồi kết thúc cái vòng lặp chính của nó. Bây giờ ta chạy thử được không nhé, ta lưu lại nhé, lưu lại chạy không lỗi không gì hết, may quá, dòng lại rất ngon. Bây giờ ta chuyển sang file hết, chuyển sang file hết nó như thế nào, mục đích là chuyển sang file hết là để biên dịch chạy mô trên mô phỏng. Nếu các bạn click vào đây thì nó sẽ chuyển sang file hết, còn click vào đây là nó sẽ ra cái đường mà dẫn đến đến cái thư mục mà chưa file hết. Còn nhấp vào đây thì nó sẽ loại trừ đi những cái tính năng ở đây đi. Đấy. Bây giờ ta tạm thời ta không click vào mấy cái này nhá. Đấy, bây giờ ta tạo file hết này. Đấy. Bây giờ chạy này. Chạy mặt nhá. Rồi ta chạy file này. Coi có file hết chưa? Này chưa có. Này mình lưu nó đâu mất rồi. Thôi để chắc là mình kiếm lại, mà mình đã có một cái file hết dự trữ rồi. Đây, à, ví dụ 1:1 để khỏi làm tốn thời gian thôi. À, làm tốn thời gian. Đấy. Bây giờ chạy này. Đấy, ban đầu là nó sáng, thuận sau nó sáng lên. Đấy, nó luôn phiên đủ vị trí lẫn nhau. Bây giờ nếu chúng ta cho ở đây nút bấm nữa. Bấm nữa thì chúng ta nhấn thì nó đổ trạng thái. Như thế là đã kết thúc cái bài nói về LED, xét vòng sáng thuận và sáng nghịch ở đây.